Hiến máu tình nguyện là một hoạt động ý nghĩa và nhân văn luôn được duy trì tổ chức định kỳ trong lực lượng Công an Nhân dân. Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng, nhiều bệnh viện đang trong tình trạng thiếu máu. Chính vì vậy mà hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Công an thành phố Đà Nẵng đã tình nguyện tham gia hiến máu. Buổi hiến máu cho Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lần thứ hai trong năm 2021 được diễn ra đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Trong số những gương mặt cán bộ chiến sĩ công an tham gia có không ít người không nhớ đây là lần thứ mấy. Đây là lần hiến máu thứ 16 của tôi. Thì là một chiến sĩ công an nhân dân đồng thời là một đoàn viên thì của Công an thành phố Đà Nẵng thì tôi nhận thấy là bản thân cần phải đóng góp một cái phần gì đó nhỏ bé trong cái đối với xã hội, đối với cộng đồng. Và những cái lần mà tổ chức những ngày hội hiến máu này thì tôi cảm thấy là mình nên tham gia vì mình còn trẻ, mình có sức khỏe. Có thể nói là mình hiến máu rất nhiều lần rồi. Từ ngày vào trường Công an Nhân dân đến khi đi làm, nhiều lần rồi mình cũng không thể nhớ được. Nhưng mà mình thấy lần này là có nhiều ý nghĩa. Mặc dù trong bối cảnh tình hình dịch bệnh rất phức tạp, nhưng mà Công an thành phố cũng đã tổ chức bố trí cho cán bộ chiến sĩ sắp xếp thời gian, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch để hiến máu. Dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động hiến máu tình nguyện. Người dân lo ngại ra đường, đến bệnh viện, đặc biệt là đến hiến máu. Chính vì vậy, những giọt máu nghĩa tình từ cán bộ chiến sĩ lúc này sẽ góp phần không nhỏ kịp thời cung cấp hàng trăm đơn vị máu đến các bệnh viện để chữa trị cho những bệnh nhân nguy cấp. Các đơn vị trong toàn thành phố đã đăng ký hơn 800 đơn vị máu. Với số lượng máu như hiện nay thì cũng đủ cho để cung cấp cho các bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Thì với tinh thần xung kích tình nguyện với của tuổi trẻ thì đoàn viên thanh niên công an thành phố là luôn luôn sẵn sàng tham gia hăng hái, tham gia đăng ký để tham gia hiến máu tình nguyện. Trong giai đoạn cả nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, còn rất nhiều ca cấp cứu, nhiều bệnh nhân cần máu hiếm phải chuyển máu ngay trong đêm tới nhiều bệnh viện trên khắp đất nước. Mỗi đơn vị máu hiến tặng của lực lượng Công an Nhân dân trong những thời điểm căng thẳng của đại dịch là một món quà quý báu dành cho người bệnh.